Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị toàn thể tăng ni Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện Tết 5K để cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại sự bình an, may mắn cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội trong năm mới Tân Sửu. Các chùa, cơ sở tu viện và tăng ni chia nhỏ các khóa lễ cầu an làm nhiều buổi, không tập trung đông người, không tổ chức đông tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa điểm nằm trong vùng dịch. Các khóa lễ cầu an phải bảo đảm trang nghiêm tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích tăng ni Phật tử ứng dụng các hình thức trực tuyến online, phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội của giáo hội.